Là một người yêu thích thời trang, lại đam mê chất liệu lụa tơ tằm, nên tôi thường xuyên đến thăm các làng nghề chuyên sản xuất ra các chất liệu này. Có lẽ sự yêu thích đó xuất phát từ làng lụa Vạn Phúc, chỉ cách nơi tôi ở một vài bước chân. Vạn Phúc là một trong những làng nghề lâu đời nhất Việt Nam, nơi làm ra thứ lụa đẹp nức tiếng. Bên cạnh các khung dệt cơ khí hiện đại, nhiều gia đình vẫn còn giữ những khung dệt cổ để đón tiếp khách du lịch tới tham quan. Lụa vân là một loại lụa có thể coi là đặc sản của làng lụa Vạn Phúc, bởi vì cái kỹ thuật để tạo ra lụa vân này nó khác hẳn với lại cái cách dệt các loại lụa khác. Khi người ta sử dụng lụa vân ấy, thì vào mùa hè thì thấy rất là thoáng mát, nhưng mà mùa đông lại rất là ấm áp. Sau mỗi chuyến đi, tôi lại được tiếp thêm niềm cảm hứng cho những thiết kế của mình. Tôi hy vọng được đóng góp chút sức mình để mang lụa Việt đi thật xa. Tiana, thành viên của TNG Holdings Việt Nam.